Vâng, cảm ơn bác. Trước hết là cũng cảm ơn bác cũng đã đánh giá cao cái tiện lợi của cái tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Nhưng cũng phải chia sẻ với bác cái này, hiện nay theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh thì thầy thuốc muốn cấp thuốc cho người dân, muốn mà chữa bệnh cho người dân thì phải gặp trực tiếp. Thế cho nên hiện nay chỉ mới dừng ở mức là tư vấn khám chữa bệnh từ xa chứ chưa có thực hiện khám chữa bệnh từ xa được. Nhưng tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi đang làm một cái dự án thí điểm là khám chữa bệnh từ xa. Về các chủ đề như phát triển bản thân, quản lý cảm xúc, thiền Vipassana, bí quyết thành công, tình yêu, hồn nhân, dạy con hay tình cảm gia đình. Ngoài ra, khi thế giới dần trở lại bình thường, đó là hạn chế đi lại được nới lỏng. Châu Á đang có được đà phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19. Giờ này mới chỉ đi làm. Đại ca kìa, giờ này mới đi làm.